Theo Cục xúc tiến thương mại, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm nay sẽ được thực hiện dài hạn hơn cho cả giai đoạn 2018-2020 với định hướng tập trung vào các đề án trọng điểm theo ngành hàng thị trường, phát triển thương hiệu cho một vài sản phẩm chủ lực theo từng năm. Tại hội nghị tổng kết chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, Cục xúc tiến thương mại cho biết, năm 2017 Bộ Công Thương đã phê duyệt 212 đề án với tổng kinh phí là 93 tỷ đồng, hỗ trợ khoảng gần 7.000 lượt doanh nghiệp tham gia hưởng lợi. Tổng giá trị hợp đồng và giao dịch trực tiếp tại các sự kiện xúc tiến thương mại đạt 569 triệu đô la Mỹ và khoảng 324 tỷ đồng, thu hút gần 15 triệu lượt khách tham quan, trong đó có 357.000 lượt khách giao dịch thương mại. Năm 2018, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia được Bộ Công Thương ngay từ đầu năm với kinh phí hỗ trợ là 103 tỷ đồng. Nét mới của chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2018-2020 sẽ tập trung hỗ trợ các đề án trọng điểm theo ngành hàng thị trường, tập trung phát triển thương hiệu cho một vài sản phẩm chủ lực theo từng năm, tránh tổ chức giàn trải, không đem lại hiệu quả cao. Theo đó, chương trình có 11 đề án được phê duyệt, mang tính trung hạn, tạo điều kiện cho đơn vị chủ trì và doanh nghiệp chủ động trong việc xây dựng kế hoạch triển khai xúc tiến thương mại cho cả giai đoạn 2018-2020. Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia cũng sẽ tập trung vào phát triển thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh hỗ trợ phát triển thị trường trong nước, các hoạt động liên kết xúc tiến thương mại vùng, vân vân.